tôi tặng em một bó hoa, để rồi tôi nhận lại một đó hoa đẹp nhất. Muối Xù Bi Bảo chia sẻ hành trình đoàn tụ sau 6 tháng yêu xa, đi để đem con về. Thời gian qua, cặp đôi LGBT Muối Xù Bi Bảo nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ cộng đồng mạng. Thành công với hành trình tìm con sau 6 tháng ròng rã cấy phôi thai tại Mỹ, mẹ bầu Muối Xù đã trở về Việt Nam để đoàn tụ với ông xã Bi Bảo. Trên trang cá nhân, Bi Bảo đã đăng tải video chia sẻ khoảnh khắc đoàn tụ sau hơn 6 tháng yêu xa của cặp đôi. Ba mẹ ruột đã đưa Muối ra sân bay. Cô nàng vô cùng biết ơn vì có ba mẹ luôn ở bên động viên và ủng hộ. Kèm theo đó, Muối Xù đã có những trải lòng sau hành trình tìm con đầy vất vả. Sau nửa năm và hành trình IVF tìm con, cuối cùng thì mình đã mang bầu được 3 tháng cả nhà ạ. Ai đó tuy đồng hành từ xa nhưng còn lo lắng và nôn hơn cả mình, nên mình quyết định mang con về nhà thăm anh. Già có nửa năm mà hồi hộp như ngày đầu yêu, cuối cùng sau bao buồn tủi thì giờ đây đã được hạnh phúc. Trong video đăng tải, mẹ bầu Muối đã khăn gói trở lên máy bay. Sau chuyến bay kéo dài thì rạng sáng 27 tháng 8, Muối Xù đã có mặt tại sân bay Việt Nam. Ngay khi gặp lại Bi Bảo sau nhiều tháng xa cách, cả hai đã không kìm được mà ôm nhau trong hạnh phúc. Mặc dù vậy, nàng Muối không quên hơn trách vì Bi Bảo đến trễ để mẹ bầu đợi hơn 1 tiếng đồng hồ. Được biết, từ cuối năm 2021, Muối Xù đã bay sang Mỹ để tiến hành cấy phôi. Trong suốt thời gian tìm con, Muối Xù luôn phải đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Trong những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị mang thai, cô nàng gần như ở hẳn bên Mỹ. Nhiều lần Muối chia sẻ, dù biết rõ Bi Bảo luôn quan tâm và lo lắng từ xa, thế nhưng những lúc đau đớn trong quá trình cấy phôi thì không tránh được cảm giác buồn tủi. Một mình thực hiện IVF tại Mỹ mà không có chồng bên cạnh, Muối Xù nhiều lần khóc trên livestream. Khi cấy phôi thành công, cô cảm thấy hạnh phúc và xứng đáng với những gì đã hy sinh, đều đặn. Mỗi lần chụp ảnh siêu âm em bé, mẹ bầu lại khoe với mọi người cùng xem. Sau khi thành công bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, hiện tại Muối Xù đang mang thai ở tháng thứ 3, thai nhi đang phát triển khỏe mạnh. Muối đã khoe ảnh siêu âm và báo tin mừng rằng em bé có đủ tay chân. Đồng thời, cặp đôi còn tiết lộ đã đặt tên cho con là Fluito và Tô Mật Ong. Giờ đây, thai nhi đã ổn định nên Muối Xù quyết định về Việt Nam để thăm Bi Bảo, cũng như thu xếp thủ tục để đón Bi Bảo sang Mỹ. Cặp đôi dự định sẽ đón con đầu lòng tại Mỹ để gần gũi bên gia đình. Cuối video chia sẻ, mẹ bầu không quên gửi lời dặn dò đến những ai đang làm chồng rằng hãy thông cảm và yêu thương người bạn đời của mình nhiều hơn, vì tất cả người phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương. Hiện tại, người hâm mộ đang cảm thấy vui mừng khi cặp đôi Muối Xù và Bi Bảo được đoàn tụ bên nhau. Qua đó, hy vọng trong thời gian tới, cả hai sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc để bù đắp sau nhiều tháng liền xa cách, cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón con đầu lòng. Một trong những điều khiến cặp đôi Muối Xù và Bi Bảo nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ người xem là vì cả hai có chuyện tình đẹp, không ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Đây là một trong những điều giúp các cặp đôi giữ được tình cảm mặn nồng sau nhiều năm yêu nhau. Cùng chúc cho hành trình chào đón thiên thần nhỏ của cặp đôi sẽ luôn thuận lợi. Tổ ấm của cả hai sẽ thêm rộn ràng khi có sự xuất hiện của nhóc tỷ đáng yêu. Còn bạn, bạn cảm nghĩ như thế nào về hành trình tìm con của cặp đôi Muối Xù Bi Bảo? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!